Tôi đang ở Đà Lạt nè mấy bà. Sau khi đáp chuyến bay 7 giờ thì hai vợ chồng đói quá nên là phải đi kiếm gì ăn. Thì cái anh taxi mới nói là ở chỗ cái đường ánh sáng đó nó có một cái quán lẩu gà lá é ngon. Nên là tụi tôi đặt phòng nhận phòng xong thì tôi đi bộ xuống là ăn. Thì hai vợ chồng tôi kêu hai món. Một cái món lẩu gà lá é. Tuy nhiên thì tôi rất thích ăn hải sản. Mà tôi thấy menu lại có mực cơm hấp. Thế thì tôi cũng không biết mực cơm là gì nhưng mà thấy mực là tôi khoái rồi. Thế thì lại kêu một cái phần mực ra ăn. Hầu lẩu gà thì ngon, thịt gà thì cũng ok, hấp nước rất là ngọt, có măng, có lá é, nói chung mấy cái món cái mấy thành phần cơ bản của một cái món lẩu gà lá é ở Đà Lạt, chắc bạn nào đã đi thì sẽ biết. Tuy nhiên thì tôi muốn nhấn mạnh ở đây là cái mực ở đó rất là ngon mấy bà ơi. Tôi đã đi rất nhiều thành phố biển rồi. Tôi đi du lịch trong nước Việt Nam thì mấy cái thành phố biển lớn mà tôi đi cũng khá khá. Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu. Đấy là tôi đi cũng sương sương rồi. Hoặc là đi nói chung các cái địa điểm du lịch tôi đều luôn kêu hải sản vì tôi thích ăn hải sản. Thì cái chỗ mực này nó rất là ngon. Nó tươi mà nó mập, căng tròn. Cảm giác hấp ra mà nó căng tròn. Người ta để mấy hạt tiêu lên nó nhìn phê lắm. Cái mở ra mà cái mùi hải sản, cái mùi mực á, nó giống như cái mùi mực tự nhiên thiên nhiên nó ập vô mặt tôi á. Tôi đã quá no với món gà nhưng mà tự nhiên mở cái mực ra tôi tê không thể chịu được rồi, phải sơi mấy con thì ăn không hết. Vì hai vợ chồng ăn không hết, thật ra nó rất là nhiều. Cái phần mực có 200.000 mà tôi nghĩ chắc tầm đó khoảng nửa ký mực á, hơn á. Mà với cái giá đó và với chất lượng đó thì ở Sài Gòn hay là ở một số nơi du lịch khác thì tôi nghĩ không có giá đó. Thì lúc tính tiền tôi mới hỏi cái anh chủ quán là anh ơi ở đây làm gì có mực mà sao nó ngon vậy anh. Thì anh mới nói là ừ, anh có một cái đạo bạn quen nên là họ ship từ ở dưới Phú Yên cấp đông lên, trong cái lúc mà biển vào là cấp đông ship ngay lên đây cho anh, nó rất là tươi. Thế thì tôi cũng nghe xong rồi hai chồng tính tiền tính đứng dậy đi, rồi xong có ông bà kế bên, hai bà ngồi bàn kế bên sau lưng chồm tới hỏi ủa em ơi bạn em có cái gì hấp mà ngon vậy vậy. Xong mình cũng nhiều chuyện, mình cũng giới thiệu giùm anh chủ quán luôn, nhiệt tình giới thiệu. Dạ chị ơi đây là món mực, mực hấp á chị, mực này ngon lắm. Bà kêu ủa ở Đà Lạt làm gì có mực mà ngon. Xong nói chị, cái anh chủ quán ảnh nói là cái này đó, tôi nói với này, tôi nói gì đó là có người thân nguyên một nhóm đánh bắt sẵn ở đó, xong rồi ship lên trong nhà cho nên là nó tươi ngon như vậy. Bảo nói chung là quán tươi ngon được đó, thì nói chung cũng cấp đông làm gì được tươi mà kêu ngon. Qua món gì ngon tôi nói ngon, xong cái tự nhiên giống như chửi mặt tôi vậy mấy bà. Tôi mới nói chị ơi cái mực này nó rất là tươi, khi mở cái nắp mà hấp ra là mình sẽ nghe ngay cái mùi hải sản nó hực vào mặt của mình. Chị thấy con mực nó căng tròn như vậy không? Em đi rất nhiều nơi rồi nhưng mà em thấy là cái chỗ này làm rất là tươi. Mình tính nói là chị muốn ăn thử không, em còn ăn dư nửa hộp là chị ăn thử không, rồi là chị ăn ngon thì chị mua ủng hộ cho quán. Tính nói vậy ghê. Sau khi bà chị còn lại trong cái bàn đó, chị cũng lịch sự, chị kêu là ờ chắc nếu như mình mô tả vậy thì chắc là ngon đó, cũng vớt vát được chút lịch sự còn lại. Tôi nói thiệt như tôi ăn hải sản từ nhỏ tới lớn, cái hệ loại tôm cua cá mực tôi nhìn nó nhảy được, tôi biết nó như thế nào rồi, khỏi cần ăn. Mà tự nhiên hỏi người ta nói xong nói giống như cái kiểu gì ấy. Tóm lại là tôi để địa chỉ cũng như là hình ảnh của cái đồ ăn này tôi mô tả mấy bà, mà có lên Đà Lạt với là hàng hải sản nhan xương giống tôi á, thì tôi ghé cái quán đó ăn ok. Cái anh chủ quán đó rất là dễ thương, anh order cũng dễ thương lắm. Anh order làm như thay ca vậy á, hỏi tôi order cứ lên hết món bắt tôi ăn cho bằng được, không có cho theo từng tự gì hết trơn á. Hình như là quán cũng mới mở các bạn, ngay cái góc đường ánh sáng với đường Nguyễn Nhân Cự ta, hình như vậy đó. Ăn xong tại yêu khi mua được ly đậu nành nữa, hôm ngon. Đây là ly đậu nành ở Đà Lạt thân yêu. Vậy mình gần mẹ đó, còn Tuấn Huế á.